Công nghệ bùng nổ kéo theo sự tăng trưởng mạnh mẽ của các hoạt động mua bán kinh doanh thông qua mạng xã hội, sàn thương mại điện tử. Tuy nhiên, quản lý thu thuế từ hình thức kinh doanh này đang đặt ra nhiều khó khăn đối với cơ quan thuế. Chị Đỗ Thúy Quỳnh hiện đang vận hành một nhà hàng ẩm thực. Bên cạnh kinh doanh tại chỗ, chị cũng đang bán hàng trên trang Facebook. Mọi doanh thu trực tiếp hay online đều được chị xuất hóa đơn và nộp thuế đầy đủ. Tuy nhiên, chị Quỳnh vẫn có những băn khoăn nhất định. Tôi cũng như những người kinh doanh khác thì rất là băn khoăn về vấn đề này. Thứ nhất là sẽ dựa trên cơ sở nào để mà thu thuế của những người kinh doanh online? Và tiếp sau đấy là chúng tôi sẽ lộp cho ai và lộp bằng cách nào? Và cơ quan nhà nước hay là cơ quan thuế sẽ dùng cách nào để mà đảm bảo cho sự công bằng giữa những người kinh doanh online với nhau hay là việc kinh doanh online với kinh doanh tại chỗ? Thành phố Lào Cai có lượng người kinh doanh online nhiều nhất. Tuy nhiên, mới chỉ có 62 trường hợp thực hiện kê khai và nộp thuế với số tiền 1,7 tỷ đồng. Trên thực tế, ngành thuế đang gặp nhiều khó khăn khi thu thuế ở loại hình kinh doanh này. Nguyên nhân là do hiểu biết pháp luật và ý thức chấp hành thuế của người kinh doanh còn rất hạn chế. Phần lớn không đăng ký kinh doanh và lập nhiều tài khoản khác nhau nên khó giám sát. Chưa kể việc kinh doanh online nhưng giao hàng thông qua shipper, các giao dịch chủ yếu thu lại bằng tiền mặt khiến ngành thuế khó kiểm soát, rất cần có giải pháp căn cơ. Sẽ tăng cường công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế. Thứ hai nữa là thường xuyên phối hợp với các cơ quan ban ngành ở trên địa bàn để nắm bắt và thu thập thông tin. Cũng kiến nghị lên các cơ quan quản lý cấp trên là xây dựng cái cơ sở dữ liệu đối với các hoạt động kinh doanh thương mại điện tử để cơ quan thuế có thể kịp thời nắm bắt được về thông tin các cá nhân kinh doanh và đưa vào quản lý. Với ba loại hình phải nộp thuế gồm theo lần, theo giá trị gia tăng và theo thuế khoán, chuyên gia kinh tế cho rằng trước sự phát triển mạnh của kinh doanh online thì việc đóng thuế từ hoạt động này sẽ đóng góp lớn cho sự phát triển của nền kinh tế. Kinh doanh online hiện nay thì đang là trào lưu cũng như là một cái xu thế tất yếu và ngày càng có nhiều cái người kinh doanh online. Thế thì việc mà chúng ta đóng thuế trước tiên nó là nghĩa vụ và thứ hai thì rất cần làm tất cả mọi người đều phải đóng thuế để một là chúng ta có thể đảm bảo cái việc điều tiết cái kinh tế vĩ mô của chúng ta được hiệu quả. Và thứ hai là để tránh thất thoát lãng phí các nguồn lực. Việc thu thuế từ kinh doanh online là phù hợp với thực tế và đúng với quy định của pháp luật. Vậy nên việc tháo gỡ khó khăn, tránh thất thu cho ngân sách nhà nước và đảm bảo quyền lợi, nghĩa vụ cho người kinh doanh online phải được thực hiện song hành.